Chị ơi, wifi đỡ khả năng rồi chưa? À, rồi rồi.
Sao đây em? Nhà Xuân nào? Đừng có cho nhà hàng xóm dùng chung nhá. Chiều đi em. Đi nào, bây giờ nó có 3 tiếng thôi. Có 3 tiếng. Thì em cứ làm trên hệ thống đi. Nó không cho, cái kế hoạch nó. Nhưng mà lỡ hôm qua hỏi rồi, gọi điện hỏi mình có bao nhiêu hộp thì chả biết nói chả thấy gì, mình cũng chả biết chỗ nào hết, chỗ nào còn. Anh Nhuận. Chưa? Anh Nhuận.
Chị cứ đi qua. Cứ đi qua. Cứ đạp qua đó cơ bộ. Mày mang cứ đi qua anh mời. Ơ cơ bộ. Cứ đạp qua.